Chúng ta đều biết rằng, Shang có một người con gái, diva nổi tiếng nhất thế giới, người có khả năng chiếm trọn con tim của người hâm mộ bằng câu hát của mình, là con gái tứ hoàng, nên chắc chắn Uta là một nhân vật hết sức đặc biệt. Và chúng ta còn được biết rằng, cô từng là bạn thân thuở nhỏ của Luffy. Tuy nhiên, với việc làm diva chứ không phải là hải tặc như những công chúa, hoàng tử của các tứ hoàng khác, thì liệu sức mạnh của Uta so với những người con khác có chênh lệch hay không? Bản thân cô liệu có mạnh mẽ giống như cha của mình? Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu Uta, con gái của Shang có bá đạo hay không nhé. Cứ nhắc đến tứ hoàng thì người ta sẽ nghĩ ngay đến sức mạnh. Sức mạnh càng lớn thì tứ hoàng càng đáng sợ. Và bất cứ thứ gì liên quan đến tứ hoàng đều có thể nói là cực kỳ hoành tráng, cực kỳ khủng khiếp. Thậm chí là kể cả con của họ. Chúng ta có thể thấy Big Mom có đến 85 người con chiến đấu cho mụ. Mỗi người đều là những cá nhân cực kỳ hùng mạnh, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí là có người bị truy nã lên đến cả tỷ Berry. Hay Râu Trắng, mặc dù không biết có phải là con ruột của ông hay không, nhưng một mình Weevil cũng có đủ khả năng để lật hết tàn dư của đám còn lại của băng Râu Trắng. Thì điều đó cũng là thứ khiến cho người ta phải trầm trồ. Hay mới đây nhất chính là Yamato, công chúa quỷ, con gái của Kaido. So với những người con khác thì Yamato rõ ràng là cực kỳ ghét cha của mình, nhưng cô vẫn là một chiến binh cực kỳ mạnh, vẫn một chùy bòn được một đô đốc hải quân. Mặc dù chỉ là đánh lén, vẫn có thể cầm cự được với ông già của mình cho đến khi Luffy hồi phục trở lại để có thể bay lên Onigashima và đánh tiếp với cha của mình. Một công chúa quỷ cực kỳ xịn sò. Và với Shang, chúng ta có dù Uta thật không quá khó để thấy rằng vì là tứ hoàng trẻ tuổi nhất ở thế hệ cũ nên con gái của Shang cũng có phần nhỏ tuổi hơn những đứa con khác. Tất nhiên là chúng ta chỉ tính đứa đầu thôi, chứ Big Mom có tới tận 85 người con thì so sánh bao lâu chưa hết đúng không? Quay trở lại với Uta, vì chúng ta chưa được xem One Piece phim Red nên vẫn chưa thể tận mắt chứng kiến được những gì mà Uta có thể làm. Tuy nhiên theo thông tin được leak ra từ tác giả, người xem đã biết được một chút xíu những gì mà con gái của tứ hoàng tóc đỏ có thể làm. Công chúa tóc đỏ, một diva nổi tiếng trên toàn thế giới, thậm chí là còn được xem là vĩ đại nhất thế giới nữa. Không ai mà không biết đến Uta, chỉ một bài hát, cô đã trở thành người được săn đón nhiều nhất ở mọi buổi hòa nhạc trong One Piece. Thật đáng tiếc vì One Piece phim chưa ra nên chúng ta không biết chắc liệu Uta có nổi tiếng hơn cha của mình không. Nhưng nhiều khả năng là không, vì nếu các bạn chưa biết thì Uta có một năng lực khá thú vị, đó chính là thao túng các ký hiệu nhạc lý, hay nói cho dễ hiểu hơn là hợp âm. Trong trailer One Piece Red, các bạn có thể thấy Uta điều khiển những hợp âm đó bay lên xung quanh mình. Mặc dù chỉ nhiều đó thông tin thôi, nhưng mình nghĩ là chúng ta sẽ có được nhiều điều thú vị từ khả năng này của Uta đấy. Như đã thấy, với khả năng tạo ra rồi thao túng nhạc lý thì có thể suy ra được Uta đã ăn một trái quỷ nào đó cho mình, nên việc cô không biết bơi gần như là chắc chắn. Mặc dù chúng ta không biết khả năng đó có đến từ trái quỷ hay không, nhưng trong thế giới One Piece, ai mà có một năng lực đặc biệt như vậy thì hầu như đều đã ăn trái quỷ cho mình. Bên cạnh đó, giọng hát của Uta được đánh giá là cực kỳ đặc biệt, và vì thế nên cô nàng mới được gọi là diva vĩ đại nhất thế giới. Về điểm này thì mình nhận ra rằng nếu con gái của tóc đỏ có khả năng điều khiển rồi thao túng nhạc lý, nên có thể Uta sẽ làm được gì đó với giọng hát của mình chăng? Chẳng hạn như cô không thể hát được âm cao, nhưng nhờ khả năng điều khiển nhạc lý nên việc đổi tiếng cho âm thanh mà cô phát ra cho nó hay hơn cũng không phải là một điều gì quá khó khăn cả. Chắc chắn là chúng ta đều đã được thấy sức mạnh trái quỷ ảnh hưởng đến âm nhạc như thế nào rồi đúng không? Chẳng hạn như Brook, mặc dù sức mạnh của ông là sống thêm một mạng, nhưng bất kỳ ai có linh hồn yếu ớt nghe nhạc live của Rook thì linh hồn của họ sẽ đều bị cuốn vào sự cháy cả sân khấu của bài nhạc mà ông thể hiện. Bằng cách truyền sức mạnh linh hồn vào bài hát, Rook có thể thao túng linh hồn của bất kỳ ai bằng cách hát cho họ nghe. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng Uta cũng vậy. Với khả năng của mình, khả năng cao là Uta còn có thể khiến cho lời bài hát của cô trở nên hay hơn và trở nên hoàn hảo hơn. Đặc biệt nhất là Uta có khả năng sáng tác được nhạc. Nhiều khả năng cũng là từ sức mạnh này mà ra. Cộng thêm việc Uta có khả năng sáng tác nhạc, nên hiển nhiên cô sẽ biết được khái niệm nhạc như thế nào sẽ là hay. Và với khả năng điều khiển nhạc lý của mình thì điều đó sẽ không quá khó khăn gì với Uta. Vì thế mới có thể thấy rằng chỉ cần một bài hát phát cho toàn thế giới nghe, Uta đã trở thành diva vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên đó chỉ là mới khả năng hát hò của Uta. Còn việc điều khiển nhạc lý thì sao? Như đã thấy trong trailer, Uta có thể khiến cho những hợp âm bay ra tứ tung, nên khả năng cao là nó có thể được dùng để tấn công kẻ khác bằng cách phóng vào mặt chúng. Mỗi đòn đánh của Uta sẽ đều có nhạc tương ứng với hợp âm mà cô dùng để tấn công. Và chưa kể là với khả năng chơi nhạc của thần, Uta hoàn toàn có thể tạo ra một bản nhạc cực kỳ lay động lòng người và khiến cho những kẻ nghe được nó sẽ bị chuyển biến cảm xúc theo ý cô qua từng đòn đánh. Như những nhà khoa học đã nói thì âm nhạc ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc. Nói đâu xa, các bạn cứ bật lại những cảnh đấm nhau của Luffy là sẽ thấy âm nhạc sẽ khiến cho nắm đấm của cậu trông hoành tráng hơn và lực hơn rất là nhiều.
hay với những phân cảnh cảm động, âm nhạc cũng có thể khiến cho người xem rưng rưng nước mắt. Và với khả năng thao túng âm nhạc thượng thừa của mình, thật không quá khó để Uta có thể chơi đùa cảm xúc với người khác bằng âm nhạc, đúng không? Nếu thực sự khả năng của Uta có thể làm được như vậy, thì ngoại trừ người điếc ra, gần như bất kỳ ai, Uta cũng có thể biến để trở thành nô lệ của cảm xúc của cô rồi đấy. Chắc là ai cũng đều thắc mắc vì sao bởi thời điểm hiện tại, tác giả mới tiết lộ về sự tồn tại của Uta mà không phải là từ trước, đúng không? Vì thế cho nên, những giả thuyết đứa con của Shang cùng với Makino đã được bác bỏ hoàn toàn. Hoặc cũng có thể là chưa, vì chúng ta vẫn chưa biết Uta có phải là con ruột của Shang hay là không, và mẹ của cô là người nào. Với cả nếu Uta là con ruột đi nữa, thì với thân phận là hải tặc, chẳng thể nào đoán được nếu Shang là một tên lằng nhằng nào, đúng không? Cơ mà dù là con ruột hay con nuôi, thì câu hỏi được đặt ra chính là vì sao mà đến bây giờ Uta lại mới xuất hiện. Nếu đã xem trailer của Red, thì chắc các bạn cũng đều thấy rằng Luffy có thần với Uta ngay từ khi còn nhỏ. Trái biệt với nhiều dự đoán rằng Shang giấu Uta khỏi mọi người, thì cô nàng cùng với nhân vật chính lại là những người bạn từ thời thơ ấu. Có nghĩa là từ trước đây, Uta đã từng đến làng Fusa, và vì cô chơi thân với Luffy nên chắc chắn là những người trong làng cũng biết đến danh tính của cô con gái này. Theo những gì mà chúng ta được biết thêm về Uta, thì Shang với con của mình từng rất thân thiết, nhưng vì một lý do nào đó mà vị tứ hoàng này đã bỏ cô lại trên một hòn đảo đang cháy cùng với Golden. Cũng sự kiện này, Uta bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm rồi trở nên ám ảnh và từ chối việc gọi Shang là cha. Để rồi cũng từ thời điểm này, Uta bắt đầu viết nhạc và trở thành diva kể từ đó. Và thông qua câu chuyện của Uta thì có thể thấy là khả năng cao, Uta đã có được khả năng thao túng âm nhạc từ khi còn nhỏ, thậm chí là trước khi Shang bỏ đi. Và với việc Uta trở nên trầm cảm rồi từ mặt cha của mình như vậy, thì có thể thấy nhiều khả năng sau này hai cha con họ sẽ buộc phải đối đầu với nhau. Và nếu như thế thì lại có thêm một cặp cha con khác ngoài hai vị Kaido râu trắng phải tương tàn rồi, đúng không? Về vai trò của Uta thì chắc chắn là tác giả không chỉ tạo ra cô để Shang có con như những tứ hoàng khác rồi. Và từ những điều này chúng ta được biết về quá khứ của Uta, và từ những điều chúng ta được biết về quá khứ của Uta thì có thể thấy rằng sau này Uta sẽ đóng một vai trò cực kỳ lớn vào mạch truyện của One Piece, chứ không đơn giản là đi bích và hát hò như thế đâu. Thông qua những gì mà chúng ta biết thì Uta là bạn thân thuở nhỏ của Luffy, nên khả năng cô và cậu gặp lại trong tương lai để hợp tác là rất cao. Và vì One Piece phim Red hoàn toàn là một bản ngoại truyện, nên lần gặp mặt đó của họ có thể sẽ không được tính vì nó không ảnh hưởng đến mạch truyện chính cho lắm. Nhưng vì trong mạch truyện chính hiện tại, chúng ta đều thấy Shang đã bắt đầu hành động rồi, nên là sẽ sớm thôi, Uta sẽ xuất hiện với toàn thế giới người xem và đem đến cho chúng ta một thông tin quan trọng nào đó có thể khiến cho cả cốt truyện One Piece được thay đổi. Ví dụ như lần đầu Yamato xuất hiện, cô đã cho chúng ta biết về sức mạnh của Kaido và di sản Oden để lại. Hay Katakuri vừa mới xuất hiện đã khiến cho fan đứng ngồi không yên. Cả Weevil, con của râu trắng cũng đã khiến cho thế giới phải chao đảo với màn thanh lọc bằng hải tặc của cha mình. Nên chắc chắn là lần đi bích của Uta không chỉ là hát hò đơn giản đâu. Như mình đã nói lúc nãy, thì cô từ sau khi bị Shang bỏ rơi đã trở nên trầm cảm và không thể gọi Shang là cha nữa. Đây có thể là một gợi ý cho việc Uta và Shang sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai, giống như Yamato với Kaido vậy. Có lẽ là đứa con nào cũng có vấn đề với cha của mình, chứ không riêng gì những đứa con gái của tứ hoàng hết, đúng không? Lạng quạng khả năng cao sau này Luffy kết hợp cùng với Uta để đánh bại Shang nữa thì nó lại có chuyện để nói. Chưa kể là sau khi đánh bại Shang, Uta cũng muốn trở thành hải tặc rồi đi chung để tìm kiếm One Piece nữa, thì nó lại quá bá cháy luôn rồi chứ còn gì nữa. Bên cạnh đó thì với việc Uta từng là bạn thuở nhỏ của Luffy, nên nhiều khả năng cô với cậu cũng từng có một chuyện tình gì đó đẹp đẽ trong quá khứ. Và vì thế cho nên, kèo này, nữ hoàng hải tặc Boa Hancock sẽ có cho mình một đối thủ cực kỳ nặng ký rồi đây. Vấn đề cuối cùng mà mình nói tới chính là việc Uta so với các người con khác của tứ hoàng có mạnh hơn hay không. Nói về khả năng thì vì chỉ mới là một đoạn trailer nhỏ và chưa đầy đủ thông tin lắm, nên chúng ta không thể so sánh được gì nhiều. Tuy nhiên như mình đã nói lúc nãy, với khả năng thao túng nhạc lý của mình, Uta hoàn toàn có thể tạo ra bài nhạc cực kỳ lay động lòng người và khiến cho cảm xúc của người nghe sẽ bị chi phối theo ý muốn của cô. Nên thành thử ra, ngoại trừ việc bịt tai lại, chứ không những đứa con của tứ hoàng khác sẽ bị ảnh hưởng bởi âm thanh mà Uta có thể tạo ra để chi phối họ. Tuy nhiên vì nó là giả thuyết nên cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Và chúng ta đều thấy rằng những đứa con khác của tứ hoàng có sức mạnh siêu khủng tới mức nào rồi, đúng không? Và lại, vì Uta là con gái của tứ hoàng nhỏ tuổi nhất nên cũng có thể sẽ là người nhỏ tuổi nhất trong các người con của tứ hoàng.
nên là kỹ năng chiến đấu của cô ta chắc chắn sẽ ít kinh nghiệm hơn so với những hoàng tử và công chúa khác. Tuy nhiên, vì cô là một diva vĩ đại nhất thế giới, nổi tiếng nhất trong Đại Hải Trình, nên là những người khác có lẽ cũng đã biết về Uta rồi, nên không thể loại trừ khả năng là họ biết về danh tiếng của Uta và trở thành fan cứng của cô được. Lãng quạng Uta không cần làm gì, mà chỉ cần nói thôi là các con dân fan cứng của cô sẽ răm rắp làm theo mà không có ý kiến ý cò gì luôn đấy chứ. Thế cơ mà vì trong mạch truyện chính, sự tồn tại của Uta đối với những bạn không biết về One Piece Red vẫn còn là một ẩn số, vì cô chỉ xuất hiện dưới dạng một bóng đen trong đoạn hồi tưởng của Sang, nên là vẫn chưa thể nói được gì nhiều về cô nàng này. Tuy nhiên, với những gì mà chúng ta được gợi ý về Uta, thêm cái việc cô sẽ xuất hiện trong One Piece Red lần này, thì chắc chắn Uta không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Tuy nhiên, nếu muốn biết rõ thêm lai lịch của cô, chắc chắn chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian hơi bị lâu nữa đấy nhỉ.